nên cần bà con sớm gì và các con và đi làm cười ít ít thôi và hãy để hôm nay người việt nam vì tôi tới cái là mình hết hát luôn á. Dạ bây giờ cũng gần kết thúc chương trình rồi, em hát rồi. Dạ bây giờ hồi nãy là đời thứ tư ra đi rồi. Dạ một người trong những đời thứ tư ra đi, đại thứ năm thì hát rồi, và bây giờ thứ sáu cũng hát rồi, bây giờ thêm một thành viên trong thứ sáu nữa là con trai của Trinh Lộc. Ông bà cô chú cảm ơn các ông bà cô chú đã đến viếng bà ngoại con. Chúc cho bà ngoại bà ca đi con ơi, chúc cho bà ngoại được giảng sanh được lên thiên đàng. Dạ bây giờ con bé phải, dạ hồi nãy bên trong á bé chỉ thuộc lưu sông bá của quanh đài thôi, tại nhà thì hát hồ quản thì bé biết cái đó thôi, mà nãy giờ nhiều lưu sông bá của quanh đài quá à. Đạt quốc sông cái nhà đi, cho cái nhà đi. Dạ dạ ca nhạc thì bây giờ bé xin gửi đến bài hát được mang tên Đất Phương Nam ạ. Cho ta đem yêu.
quan điểm khác. Chị con vô coi cổ giữa đồng sơ nha. Bé là con chơi đi đào đi mọi người ơi. Xin tử lên nha. Xin tử lên nha. Xin tử lên đêm dài bận mộng em không thấy ai, mi nước buồn cơn thật để tìm dùng khóc I'm not afraid.
con hơn cha là nhà có phước. Dạ. Con tôi nó hát bài này được chứ tôi hát được. Trời ơi. Trai hay quá trời ơi. Em rút sớm mè đi. Em rút sớm mè đi. Dạ có, nhưng con nói thiệt là con không thiệt. Năm bước sang nhà của ông ngoại đúng không? Dì 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 nào đi cậu? Lý Thường Nghiệp. Xuân 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 đi ghép xuống. Người xin mời quý vị và các anh chị bình thường mà chào đón tiếng hát của chú già nhân cổ Lê Văn Hậu. Anh tới trễ lắm, anh tới trễ là vì ảnh bận một cái sức khỏe. À quên, anh Lê Văn Hậu nhường cho mọi người mà cũng trong dòng họ tộc của Minter, xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón tiếng hát của nữ nghệ sĩ khả ái Kim Duyên. Dạ không, có người này á là mọi người coi vườn trang cổ nhạc nè, chương vàng giọng cổ của đài truyền hình á, là người này là và cài cài tóc ạ. À. Dạ, cài trăm lượng tóc. Dạ ẩn ẩn bên trong và sân khấu kịch Edicap là toàn bộ tất cả những cái kiểu tóc này, cái nọ múa đồ đó là do cô Kim Duyên. Đây là một người rất là thân tình của gia đình, là con gái nuôi của ông bà ngoại. Dạ là một thành viên rất là quý mà mình gọi là má nhỏ. Dạ người yêu bé bỏng của ba em hồi trước mà đến không phải nghe thì cứ sợ đúng không. Dạ má em, ba em kêu má em làm mai cho người này cho ba em mà cuối cùng, dạ đúng không?